Mình live stream xong mình đi đâu? Đi với thầy. Ai trong đi? Đóng cửa lại. No no no. Việt Nam hi. Rồi bắt tôi vô lấy gì nữa kìa. Đâu sáng cái quần đã xẻ bỏ đâu chứ thiệt. Bỏ trong chỗ cũ rồi. Bỏ vô cái bao hả? Đúng rồi. Hello mấy chị. Rồi chào mấy cô đi. Đưa mấy cái đồ tối qua đưa ra đưa vô đây chứ thiệt. Mấy đồ xưởng tối qua chưa lai kịp. Chào mấy chị. Cái đầm này em có hai màu mấy chị. Cái đầm này em có mẫu bi và mẫu beo. Trời ơi. Trời ơi. Đầm này em có hai mẫu nè mấy chị, 220. Mẫu bi và mẫu beo nha mấy chị nè. Đầm tầng nè ha. Nói chung là vải tung lành mặc rất là sướng. Con này. Chào mấy cô đi sao bận. Chào mấy cô rồi con ở đâu rồi. Chào mấy cô đi. Rồi con cầm cái túi cho mấy cô coi là cái túi cái size nhỏ nè. Đây nè. Cái túi này size nhỏ mua cho em bé nè mấy cô. Đó đây nè. Rồi cô vẫn gỡ cái tay cầm ra. Rồi. Cái tay cầm này đeo cho mấy cô coi nha. Cho biết là cái size này là size nhỏ nha em. Rồi đây bán được cái túi này chút nữa lấy tiền đi bắt nó xanh mua bánh gì. Mua gì quên rồi. Mua pizza nha mấy cô. Nhắn tin Phương Linh không trả lời. Sọt tin nhắn Phương Linh ra đi con. Chí Thiện ơi. Dạ. Sọt tin nhắn Phương Linh ra. Đi ra đi để tao bán túi sách để tao kiếm tiền mua bánh pizza. Chú Duyên à. Phương Linh nè con coi trong tin nhắn kìa. Rồi đứng dậy. Con đeo lên cho mấy cô coi là cái túi này bên con có bán đúng vậy. Đứng dậy con đứng dậy. Đứng dậy cho con mà coi mà người ta mới thấy được độ cao của cái túi chứ. Rồi đeo một cái tay này qua nè. Đó mấy cô ơi. Đeo kiểu kỳ trời. Lại ơi. Rồi đeo lại nè. Mấy cô mua giùm con cái túi sách đi mấy cô cho chút nữa có tiền mua bánh pizza nè mấy cô ơi. Đó đeo tới cu nè mấy cô. Đó cầm. Cầm cái túi sách lên. Phương Linh nói gì vậy? Chút ghế lấy nha em. 900. Phương Linh này hả? Ủa Phương Linh có nhắn tin gì đâu Phương Linh. Phương Linh ơi đâu có nhắn tin gì đâu Phương Linh. Không có thấy nhắn tin gì hết nha cục cưng ơi. Đây không thấy nhắn tin gì hết Linh ơi. Linh lấy gì nhắn tin lại đi Linh. Nè. À. Đã nói mấy cô mua giùm con ơi. Mấy cô ơi. Mua giùm con cái túi tí có tiền con đi siêu thị nè. Mấy cô ơi. Mua giùm con đi mấy cô ơi. Để nghe cái cục này lại mới vừa. Rồi. Cầm ấy đi. Trời ơi mặc đồ bữa nay chật mà mặc đồ đậm bà cu đồ lên hết trơn hết trời ơi trời ơi là trời. Bữa nay mặc đồ chật. Dạ lên quần tay nè chị Yên ơi. Chị hôm qua like đồ tập chưa Nhung? Chưa luôn. Đã kêu nó kiếm hả? À, quần này hả? Rồi lên lại quần nha, rồi lên lại hàng xưởng tối qua. Mày ngồi đọc thực phẩm lên nổi luôn mấy chị. Lên lại quần cho mấy chế nha. Facebook Ý Yên hả Phương Linh? Chờ em chút nha. Bấm cái nút chia sẻ đi mấy chị. Bấm giúp em. À, sếp này còn không chế còn. Không thấy Phương Linh ơi. Đồ của chị dồn biêu. Ủa trái tim Minh là còn biêu ngoài đó không? Trái tim Minh là còn biêu ngoài đó không? Chút nữa xong cái like này em ráng lết lên lầu em chụp hình đồ cho mấy chị chứ. Trời ơi sao em mệt miết rồi mấy chị ơi. Chán bị tiểu đường nó chán thiệt chứ. Nó làm mệt hoài luôn. Cái đầm em đang mặc là có beo và bi. Mẹ hỏi là 80kg hả Nhung? 80kg mà với điều kiện phải mặc chịu bó vô à. Chứ 80kg mà không chịu bó là nó không có ok. Rồi bây giờ lên quần lại nha mấy chị nha. Lên quần lại cho mấy chị nè. Đưa cái kéo ra. Ờ không thấy Linh. Ủa Linh nhắn tin ở đâu ta? Vô chọt cái ngón tay vô cái chỗ đó thử Linh. Không thấy luôn Linh ơi. Con cầm hai cái túi đó cho mấy cô thấy đây. Rồi đây nè. Cái gì? Cất rồi hả? Cất rồi mấy cô ơi. Nó hết muốn bán rồi. Quần này là quần tay 200 nè mấy chị. Lưu ý giùm em nha. Quần này người ta gọi là quần 2 nút. Quần này em có size tới 95kg, 98kg luôn á mấy chị.
Chốt giùm em quần 2 nút nha. Quần 2 nút em có size tới, em có size tới là 98kg cho mấy chị luôn. Alo. Có gì vậy? Nói lại đi anh. Nói lại thì. Alo. Đợi chị coi thử. Chị Lan. Rồi. Rồi chút có giày hàng, chút có giày hàng si về nha. Chị nào mà bữa giờ chờ hàng giày hàng si bên em thì chút về. Cái con quần này này là 200 nè mấy chị. Con quần này 200 và có đủ size cho mấy chị luôn nha. Có size lớn chứ không có size nhỏ đâu ha. Đó. Chị nào chốt quần này thì 200, chốt giùm em quần 2 nút. Quần 2 nút quý vị ơi. Chị nào chưa chốt quần 2 nút thì chốt giùm em quần 2 nút nha. Cái quần này tối qua còn cái nè. Quần này tối qua còn cái chị nghe vỏ chốt mà chị nghe vỏ xẻ nè. Là mới có quần này. Quần này là 70 đến 95kg là bao đã cho mấy chị. Quần này là thun la dông nha. Quần này mấy chị mặc sướng lắm, cực kỳ sướng quần này. Quần này là 180 ngàn quần này mấy chị. Quần này 180 ngàn nha, nhưng mà quần này hết rồi. Quần này hình như còn có 1 cái. Ờ còn 2 cái mấy chị ơi. Quần này còn đúng 2 cái, 70-95kg vừa ha. Chị nào mà 65kg mà lùng lùng 1m5, 1m55 thì mặc vẫn vừa nha. Tại vì nó có lưng thun thì nó không có bị tuột mấy chị. Nó có lưng thun thì đó chung là chung quy là không có bị tuột. Đó. Giờ mới thấy Phương Linh gửi tin nhắn kìa. Mới cầm máy đâu mất rồi. Ủa đi đâu đi hoài trời. Ai có ăn thì sao nữa? Chị quần đen cho chị quần đen 2 nút form trái tim mình là 90kg vừa lê da hon, lấy quần lê dông hay là quần 2 nút thì báo nha. Mấy chị lấy quần nào thì mấy chị mạnh dạn báo lên giùm em với. Ha. Không có trên lầu. Cái quần của chị trái tim Minh là với Lê Gia Hân lấy quần nào thì báo em ha. Quần đen chun ý. Chị lấy quần 2 nút hay quần lai dông? Chị trái tim Minh là lấy quần lai dông này đúng không? Lấy quần 108 đúng không? Quần chun nè. Rồi 108 của trái tim Minh là 108 của trái tim Minh là quần này là quần legging nè. Mà quần này em có size từ 70 tới 100kg chứ không có size nhỏ. Quần legging nè. Legging này báo mấy chị 150 nhưng mà mấy chị biết sao legging này dài. Là legging dày. Mẹ Úc Juno qua tới rồi, ừ qua rủ đá cá ngựa đó, thủy giống quỷ lắm. Là dòng của Lê Gia Hân 108 nè. Bích Thủy với ai? Quỷ ham chơi gớm. Cái quần này nè là mấy chị mai mốt mấy chị mặc với áo dài cách tân cũng được nha. Rồi chốt cho em quần legging. Legging này dày lắm mấy chị, không phải legging mỏng. Mày quậy cái gì nữa vậy Úc? Tìm sổ để lấy tiền. Trời đất ơi, con thứ dính ngừ à. Là dòng Trần Phường 72kg, chút lấy mẫu khác vậy. Chút còn một mẫu nữa. Quần này là quần legging nha. Chị nào chốt legging 70-100kg chốt giùm em 150 ngàn. Trời ơi. Đấy mười mấy triệu người ta. 150 ngàn. Quần legging. Hôm qua ghi tạm cho người ta vào đây chưa có kịp chuột. Mày con thứ dính ngừ à. Bớt chuột giùm tao cái. Bớt chuột. Cái quần lai dông này mấy chị mặc lên nó sướng lắm. Quần này là quần nút nè. Quần này quần 2 nút. Mấy chị mấy lấy quần tây là tranh thủ lấy mấy cái quần này nè ha. Một cái legging của Cao Phượng Thúy nè. Bữa giờ mới gặp. Không bà với lại bà gì. Bà với lại bà Thanh Thúy kia hai mẹ. Để con sao mà thiệt muốn giả ghê. Rồi đây 150 của Cao Phượng Thúy. Cái quần legging này form nó đã. Rồi rút chiếc điện xuống quý vị ơi. Rút chiếc thiện xuống cột quần. Cột quần lấy kín lại. Má em đèn mơ. Đây nè, Cao Phượng Thúy lấy thêm cái quần này nè. Từ nha. Cột đó là đai đai đai. Cột lại, xếp lại cột này. Đây mấy chị, Cao Phượng Thúy lấy thêm cái quần này nè. Quần ba ghi đẹp không? Dưới 85kg. 70-85kg. Còn 3 cái quần. 70-85kg quần này mà quần này 220 ngàn nha.
quần này là quần 3G đã. Rồi, hai quần legging 70kg của Hồng Hạnh Nguyệt, lấy cái rút hai cái số 8 này. Gái nữa. Rồi hai cái này nè của Hồng Khánh Nguyễn nè. Quả trứng tiểu ở đâu đây vậy? Hồng Khánh Nguyễn. Hồng Khánh Nguyễn hai cái 300. Trời ơi chốt cái quần 3G này nè mấy chị, mặc bao ghiền luôn, vải mê. Mấy chị coi vải mà em cầm chỗ lưng quần đó nè. Mà nó may cái chỉ gì đã lắm đó mấy chị thấy không? Nó là quần tây form 3G nha. Quần này thì mặc lên hơi bị tuyệt vời rồi. Chốt giùm em quần 220. 220 có một size thôi. 70 đến 85, 87, chị nào 88 kg cũng vừa. 3G. Quần này cao Phụng Thúy mặc đẹp. Quần này đẹp tuyệt vời. Quần này em nói mấy chị mặc vô chị có mê thôi. Mê mà không phải mê thường mà là mê tít lỗ đít nha. Mê. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Giơ mẫu quần này nè. Mẫu quần này là mẫu quần 1 nút. Mẫu quần này cũng size tới 9 mấy ký nè mấy chị, mẫu quần 1 nút. Chị nào chưa chốt mẫu quần 1 nút thì chốt lên giùm em mẫu quần 1 nút. Mẫu quần 1 nút là mẫu quần form suông nha. Form suông và có đường gân ở giữa ha. Chị nào chốt 1 nút thì chốt quần 1 nút. Quần 1 nút đây là 200 ngàn quần 1 nút mấy chị ơi. 200 ngàn 1 nút nha. Đây nè, em đưa quần. Mà ghi nó size đó lớn nhất là Yến à. Nó size lớn. Cái quần này là tối hôm qua mà em kêu mấy chị lấy là quần này nè. Quần này là chị nào hồi nãy chốt cái quần lai dông mà size nhỏ đâu mất rồi. Lai dông size nhỏ là à Trần Phượng, đây là chị Trần Phượng. Chị Trần Phượng chốt quần này nè. Quần này là 160 ngàn. Quần này 160 nha, ôi vải đẹp lắm. Đây, lai dông 160 nè mấy chị đẹp không? Vải mê say luôn. Cái này là màu tím ruốc nè mấy chị, cái này màu tím ha. Lai dông 160, size này là size dưới 75kg nha. Size dưới 75kg mấy chị. Đây. Lai dông màu bò. Vải đẹp lắm mấy chị. Con này vải mê mẩn luôn. À, lai dông màu bò. Và còn một màu nữa là màu đỏ. Còn một màu nữa mấy chị. Là màu đỏ nâu. Hoa à, màu màu nâu mấy chị. Nó giống như đa đỏ 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 đô mà nó liên chó nó ra màu này nè mấy chị. Đây. Dưới 75 76kg ha. Rồi còn một màu nữa là màu đen mấy chị. Lai dông con trăm nãy lai dông 100kg hết rồi hiểu vợ. Lai dông 100kg khách mới lấy xong. Để mai mốt đi lên lấy hàng thử có hàng không. Chốt giùm em lai dông này dưới 75kg nha. 75, 76, 77kg đều được ha. Chốt giùm em lai dông nó còn một màu nữa là màu đen và màu xanh đen. Đen thì mấy chị biết rồi, xanh đen thì mấy chị biết rồi. Chủ yếu lên ba cái màu mà nó không đụng hàng thôi ha. Màu này là màu nâu nè. Và đỏ đô lai cút chó ra nâu rồi mấy chị. Màu này là mã bò nè. Dưới 75, 76, 77kg. Mã bò. Mã tím là đẹp, dễ thương nhất nè. Rồi mã tím. Rồi mấy chị nào chốt lai dông này thì chốt nha. Cái lấy kiên kia chỉ thiện cột lại chưa con? Cột lại đi chứ không nó lộn á. Rồi cái này là lai dông. Quần này tối hôm qua về còn được mấy cái là 1, 2, 3, còn 5 cái. Quần này là quần 7 tấc, 7 tấc, gì quên nè. Rồi cột lấy kiên nè. Rồi quần này quần 7 tấc mấy chị. Quần 7 tấc này bán mấy chị 160 này dưới 90kg. 70 đến 90kg quần 7 tấc này nha. Chị là nhỉnh nhỉnh 2kg vẫn vừa. Chốt giùm em 7 tấc gu xì mấy chị. Cái này không có lưng gu xì. Chốt giùm em 7 tấc. Rồi chị nào chốt 7 tấc. Chốt giùm em 7 tấc có cái gắn gu xì có cái không nha. 7 tấc này 70 chị ơi. Hôm bữa em nhắn hai bộ đồ đó không vừa. Chị cho em đổi lại. Diễm nhắn vô lại đi Diễm. Diễm vô trong tin nhắn Diễm chọt ngón tay lên giùm lại em ơi Diễm ơi. Phương Linh nhắn tin nè. Phương Linh nãy gửi bên này không biết. Bộ này trời ơi. Bộ này à, bộ này à. Bộ này hết 8. Gì vậy? Cái đầm đang mặc mới về. Cái đầm cái này là cái đầm Huỳnh Ngọc ơi. Đây là cái đầm tần mới về nha. Mà cái đầm này mặc thì nó không có thấy nhét vô hỏi không? Bỏ vô bịch nhét vô cái cục bảy tấc ơi, không ai không. Đây nè, cái đầm này mới về Huỳnh Ngọc ơi. Nhắn tin vô đi em coi thử hàng chính quy hay hàng sale. Hàng chính quy em trao đổi trẻ, hàng sale em không trao đổi trẻ nha Diễm ơi. Nhắn tin vô cho em đi. Đây nè mấy chị. Đầm em mới về nè. Một cái quần bảy tấc của trái tim anh là 160 đúng không ạ? Đầm này nè, Hồng Ngọc 220 vải rất là đẹp, nó giống như thun lai dông á. Nhưng mà mặc sướng lắm. Đây nha, đầm tòn. Đầm này mặc không thấy bụng, đầm này có hai màu, một màu beo vàng và một màu bi.
Ngoài ai đón vô vô bi? Một màu này nữa nè mấy chị. Một màu này là màu bi. Đầm này chỉ có 220 thôi mấy chị, nhưng mà mặc đã lắm. Con đầm này mấy chị mặc rất là sướng, lai dông đen và tím chứ đẹp. Làm như không bao giờ mày phân biệt được đúng cái màu chứ thiệt không? Có đôi con ba màu này à. Cái cục kia nữa chia thành đen. Màu đen nằm phía dưới á. Hai cái này của Trần Phượng nè. Rồi hai cái này của Trần Phượng. 160, 320 của Trần Phượng. Cái bảy tấc này sướng lắm mấy chị. Cái đầm này có size tới 100kg nè mấy chị ơi. Đầm này có size tới 100kg mặc cực kỳ thích. Bi cũng thích mà màu beo cũng thích nha mấy chị nha. Mẫu nào cũng dễ thương. À. Đây còn một cái còn lại. Rồi con khổ luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị, mẫu này. Mẫu này thì nó giá hơi cao mấy chị. Mẫu này không co giãn mà giá hơi cao. Giá này là hôm qua em bán quần này giá nhiêu mấy chị? Chết mẹ. Gì? Hôm qua em bán quần này giá nhiêu mà mấy chị? Hả? Hôm nay hôm qua em bán quần này size nhiêu mấy chị? Dưới 80kg nè. 65 đến 80kg. Mấy chị ạ? 252 phải không? Quần này là 220 nè mấy chị, mà không co giãn mà đẹp lắm nha, 65 đến 80kg. Em có màu bò nè. Em có màu cà phê sữa nè. Không có để lửa đi. Bò lửa nè. À, nãy giờ lên quần legging chưa? Lên quần legging rồi đủ hình như, mà chị sợ quần này còn size em hơi rộng. Quần legging có thử còn size số 8 không? Này còn size số 9 đủ hình như bị rộng rồi. Đừng lấy 180 lấy màu bò 180. Quần này 180 hả? 180 hả chị? Rồi quần này nha, 65 đến 80kg. Quần này em còn cái màu bò nè. Còn cái màu cà phê sữa nè. Và còn cái màu đen. Rồi bẹt giá 180 vô đây chị Thiện không? Bẹt giá 180 vô con. Cột lại rồi bẹt 180 vô mấy cái mặt trắng này nè. Không có cái bì mặt trắng nè. Đến xếp bộ hả chị Ngọc? Ngọc chờ em chút nha. Hai đứa nhìn lấy cái bộ này hả? Bộ 260. Bữa giờ chưa bán luôn. Ủa Hình Ngọc qua có lấy mấy cái bộ Quảng Châu 550 không Hình Ngọc? Gì vậy mày? Không có làm gì vậy? Vậy xảo chưa? Cái bộ vô bụng mộm. Sao vậy? Đang nấu măng để mai nấu bún vịt nữa vậy. Ủa sao nó lại ướt ướt vậy hả? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Lấy mấy bộ khác ở dưới thử. Lấy vai lờ khác thử. Lấy bộ này lên trước lấy móc treo. Treo lên chỗ cái chợ cắt á. Rồi bộ này 260 nha mấy chị nha. Bộ này là đảm bảo với mấy chị 100% là không ra màu nè. Tại vì vải này là vải không co giãn. Cái chỗ Burberry này thì vải co giãn ha. Bộ này là bộ dài. Bộ Burberry dài. Quần 108 không có giãn ống rộng. Quần 108 không có giãn mà ống suông xuống chứ không phải ống rộng. Đúng rồi đó. Mà quần 108 này đẹp lắm, Đỗ Quỳnh Như phơm cực kỳ đẹp. Màu bò, màu đen với màu cà phê sữa. Này, nó cũng phải cà phê sữa mà nó là hôm qua em không có lấy bộ nào. Ấy là chị có mua mẫu đó không? Chúc em lên. Bộ Burberry này là 260 nè. Kèm số ký có size tới 100kg nha. Chị nào chưa chốt Burberry thì chốt giùm em Burberry. Bộ này em có size dưới 70kg. Đồ Huế vỏ đi bữa đó luôn á. Có chụp bia qua đó gái. Vô tin nhắn coi đi. Bộ này là 260 nè. Chị nào chốt bộ này 260 thì chốt lên giùm em bộ này 260 nha. 260 ngàn. Và tối hôm qua nó có về một cái đầm nhúng. Đang đưa đầm nhúng nè. Sao số 1. Ủa nhiều màu lắm. Rồi đầm nhúng mấy chị ơi, đầm nhúng là 200. Đầm nhúng là 200 mấy quên mất mẹ rồi.
220. Lấy em một lấy em một lớn nha. Lấy Văn Thúy cái bộ 260 này nè. Lấy một bộ size L với một bộ size 2X cho Văn Thúy. Rồi của Huỳnh Huỳnh Ngọc nè anh. Huỳnh Ngọc 260.000, Huỳnh Ngọc có dấu. Có quần riêng nhưng mà chưa lên được Hiếu Vy. Rồi lấy một bộ 2X cho Văn Thúy. Rồi Văn Thúy 2X nè, 260 nha. Cái đầm này 220 hồi bữa em về một lô mà hết sạch nè mấy chị, là đầm này nè. Bữa em về một tăng đầm này luôn. Áo lễ ngày mai về Cao Phượng Thúy. Ngày mai về áo lễ nè, áo khoác nè, áo đồ nam nè. Ngày mai về gối nằm hàng Quảng Châu mình, gối nằm mà đỡ đâu vai gáy á, là ngày mai về hết nha mấy chị. Mấy chị ơi, chốt giùm em mẫu này nha. Mẫu này là đầm nhúng, mẫu này mặc lên cực kỳ dễ thương mấy chị. Mẫu này là đầm nhúng nha. Mẫu này mấy chị mặc nhẹ nhàng cực kỳ, dài qua gối. Con này là 220. Chị nào chưa chốt mẫu này thì tranh thủ chốt mẫu này. Mẫu này em có sọc đen, em có sọc xanh nè mấy chị. Em có sọc xanh cho mấy chị nè ha. Em có sọc xanh. Quần 180.000 màu kem, lấy cái màu kem chị thiệt ở dưới màu bò đó. Thôi đúng rồi. 180.000 của Trần Phượng nè. Chị ơi, bộ 260 ống lớn hay nhỏ? Bộ 260 là ống nhỏ bình thường chị. Cái bộ này chị mặc lên nguyên một bộ giống như đồ tây đẹp lắm chị Linh Quỳnh. Nè ống nhỏ nè chị. Ống nhỏ rất là gọn. Biết sao không? Tại vì con thử đồ nào mới cái về like đó Huỳnh Ngọc. Chờ chờ nha Huỳnh Ngọc. Còn không tối là vô lại. Vô tại vì tối đồ về rồi vô lại. Chứ lấy cái bộ ép ép cho Út luôn chứ thiệt. Xem quần nào Phương Thảo ơi. Rồi tiếp tục lên nằm nhúng cho mấy chị nha. Trả lời không? Tiếp tục lên đầm nhúng nha mấy chị, đầm nhúng holity nhỏ nè. Trời ơi mấy cái đầm này mấy chị mặc lên dễ thương. Một là mấy chị mặc đầm như thế này, hai là mấy chị mặc đầm bẹt vai như thế này. Chốt giùm em là holity nhỏ đủ màu ha. Holity nhỏ đủ màu nha mấy chị nha. Đầm này là 220 á. 220 đầm này. Xếp lại hết, lấy mấy cái bì size số 1 xếp lại hết. Rồi đây tiếp tục nè mấy chị. Dạ chưa có về chị Thúy ơi, chị Thúy phải đợi hàng. Ngày mai về tao 8 bao tải hàng nha mấy chị, hàng Quảng Châu không nha. Ngày mai chị nào muốn mua đồ cho chồng có luôn đây mấy chị, đầm hoa. Trời ơi dễ thương quá trời. Mấy đầm này rất là dễ mặc luôn mấy chị. Từ 62 tới 95, 98 tí cũng vừa mấy đầm này nữa. Kiểu giống như là free size nha mấy chị. Hơi bị xinh luôn nha mấy chị. Đầm hoa, chốt giùm em là đầm chốt giùm em đầm hoa thủ địch đi. Ừ không biết hoa gì để đợi cái hoa thủ địch đi mấy chị. Rồi tiếp tục chốt giùm em cái beo trắng. Beo trắng mấy chị. Rồi lên tiếp cái đây nè mấy chị. Lên tiếp cái beo trắng. Chị nào chốt cái beo trắng chốt giùm em. Lấy cho Linh Huỳnh bộ này nè. Xếp lại hả? 260. Đây là beo trắng nè mấy chị. Chị nào chưa chốt cái beo trắng thì chốt giùm em cái beo trắng nha. Mãi cái luôn khỏi sốt nữa. Chị Yên mặc đầm nè. Em mặc đầm nhúng được không? Hiền Nguyễn cho lên chiều cao con nặng. Đầm nhúng cực kỳ dễ mặc đồ. Một là đưa vai lên này, hai là đưa vai bẹt. Mà vai bẹt thì dễ thương hơn nhiều nè. Cái vai bẹt cực kỳ dễ thương. Con sọc này cũng dễ thương nè mấy chị. Con sọc này vừa dễ thương mà vừa gọn nè. Đây mấy chị, con sọc này vừa dễ thương mà vừa gọn. Chị nào chốt con sọc này thì chốt giùm em nha. Mã này gọi người ta gọi là mã vân cuối cùng nè. Vân này còn giống như vân beo. Nhưng mà bây giờ em sẽ cầm cái vân này là vân cuối cùng. Ủa nãy giờ con nói gì đâu mà hài với bà nội hết vỏ. Trời ơi bán không được mà còn kêu hài cái con mẹ gì không biết. Mã vân cuối cùng là chốt cái mã vân cuối cùng mặc cho nó sang chảnh đi mấy bà nội ơi. Bán ế mà đi đứng đường luôn nè mấy chị ơi. Thiệt luôn á. Bán ế cho sao bảnh đi đứng đường luôn. Rồi đây là bộ FF nè. Bộ FF em về được 2-3 ngày rồi nè mấy chị. Đây là bộ FF. Chị nào chưa chốt bộ FF thì chốt lên giùm em nha. Đây bộ FF. Chị nào chưa chốt bộ FF chốt lên giùm em. Bộ FF là kèm với quần chín tấc. Và bộ này hình như hết size 100kg. Bộ này hết size 100kg mấy chị. Đây màu kem khách mới lấy rồi Đỗ Quỳnh Như. Bây giờ chỉ còn màu đen với màu bò thôi Đỗ Quỳnh Như. Đây là bộ FF vải co giãn nè. Chị nào chưa chốt FF vải co giãn chốt lên giùm em. Còn bộ quần đó chỉ còn màu
màu đỏ, đỏ nâu á, chí đen với cái màu bò đổ bình như. Thế bộ em bé bỏ vô nè con, này bịch nè con. Rồi tối hôm qua 75kg mét tư bộ nào vậy? Trời ơi, bộ này, cái đầm này chị Hiền Nguyễn mặc là hơi bị dễ thương luôn. Nếu mà mình dài quá thì mình về mình săn lai lên, tại vì em may lúc nào cũng phơm dài hết á, cho những chị cao cao với lại mình lớn lớn á, mình đừng có mặc, mình big size mình đừng có mặc cái gì cũng hỏng đít, nó kỳ lắm. Chúi xuống một cái tao nói chết luôn á. Chúi xuống một cái tao trai nó chạy 8 nước luôn á mấy chị. Cái con này mới về cũng tối qua nè mấy chị, nhưng mà con maxi này là 250. Con maxi này 250 nha mấy chị nha. Nó là maxi. Ở trước nó sẽ như thế này nè mấy chị. Ở trước nó sẽ như thế này, ở sau nó là chéo dây ha. Đầm beo chị mặc dài lắm không? Đầm beo đang mặc đó hả Huỳnh Ngọc? Đầm beo chị mặc dài vừa thấm gối một tí xíu nè. Nè Huỳnh Ngọc. Trong gian bông trước cửa nhà em. Bảnh. Bảnh ơi. Em trong gian bông trước cửa nhà. Cừ. Có màu bi cũng dễ thương lắm Huỳnh Ngọc. Cái đầm này màu bi dễ thương lắm. Cha đủ mình như con cái đen hai tí. Bỏ ra chứ thiệt. Ông nhắn tin cho anh tí có thể nó làm chứng minh sáng nay xong chưa vậy? Đây màu đen là đổ bình như. Đây là đen nha. Dễ thương. Trời ơi cái quần này hơi bị sang chảnh luôn á. Đây là đen. Em dành một bông cho cô giáo Hiền. Tèn tèn tèn. Tèn 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 tèn. Là cây bông hồng. Chụp hình không nổi. Để gọi anh biết cái qua chụp hình. À, vậy cho em ho nhí địa chỉ cho hôm nào. À Hiền Nguyễn Phú Yên phải không? Hiền Nguyễn vô trong nè. Hiền Nguyễn ho nhí. Ho nhí là ho này đúng không? Ho nhí này đúng không Hiền? Nè 220 của Hiền Nguyễn. Đưa cái đen hôm mới xếp lại cho Đỗ Huỳnh Như 18. Đỗ Huỳnh Như 18. Cái đó 220 của Hiền Nguyễn. Á Hà Đỗ nữa. Mày làm như vỉ vang lắm vậy á. Thiệt chứ Hà Đỗ kìa. Nó nghe Hà Đỗ bên nè. Con này là đi biển là dùng từ là xuất sắc nè. Con này em có hình luôn á, nhưng mà cái vải em không giống lắm thôi. Cái vải không giống lắm thôi đấy. Ở trước là như thế này nha. Đó. Không, nãy Đỗ Huỳnh Như đang hỏi là em không chốt là người ta chốt liền rồi đó. Đây nè mấy chị. Đây ở dưới nó có một cái hạ eo như thế này. Nhưng mà đầm này nó dài thấm gót luôn á mấy chị. Con beo này là đầm này dài thấm gót luôn nha mấy chị nha. Dài thấm gót con beo này nè. Beo này là 250. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. Con này vải cực kỳ đẹp. Rồi lên cái áo dài cái đưa cái hàng này xuống nhà dưới nè. Em nói thiệt nha, con áo dài này cái vải nó mê luôn mấy chị. Em nói thiệt chứ vải mê say luôn. Nè mấy chị thấy không, tại tối qua bé lùn em đang đau bụng, cái bé lùn nó không có dơ cho mấy chị coi kỹ. Em nói thiệt là hơi bị sang chảnh cái áo dài này. Sang lắm và chảnh lắm. Đây nè mấy chị. Chị ơi xem lại hoa gì. À hoa nhí nó có một cái chị Vương Phụng. Cái con áo dài này mày mấy chị mặc lên mà không sang đi kiếm tôi luôn. Em nói với chị là vải đẹp mê. Vải cực kỳ mê và cải cực kỳ đẹp. Kèm với lại chân váy nè mấy chị. Kèm với lại chân váy. Đây mấy chị. Con này là mặc lên bao mê luôn. 360 áo dài có 4 size. Dưới 70-72kg, dưới 80-82kg, dưới 90-92 và dưới 100kg áo dài. Chị nào chốt áo dài chốt giùm em. Rồi chị Thiện kéo cái này xuống dưới. Kéo cái đầm này nè. Rồi đầm này có qua ghi giá chưa? Kéo xuống ở phía ngoài bếp đi.
con đầm này nè, à, bỏ trên cầu thang này hãy. Bỏ cầu thang này. Đây nè. Để chút nữa không biết nó tới nó chụp hình. Ờ, chị chụp không nổi luôn. Chút lên lâu cậu ấy cho nó chụp hình. Rồi kéo đầm này đi đầm nhúng đi con. Đầm nhúng 250. Đầm nhúng 250 ngàn nha. Ông bỏ dưới chút đi cũng được con nhớ không? Đi đây lấy. Chờ chút em lên tiếp nè chị. Chí Thiện ơi. Dạ. À, còn gì nữa. Đầm nhúng nhiêu chút? 280 ngàn không? Chứ hiện lên kia còn một cái bao bụng trâu, bụng quẩn trâu xay nhỏ. Đem xuống đây luôn. Để em đưa cái bao quẩn trâu xay nhỏ này xuống cho chị lừa lại. Đầm nhúng á. Hả? Đầm nhúng 280. Con mẫu với em nè. Đầm nhúng 250. Mày nghĩ sao mà lấy cái giấy đó mày ghi vậy chứ Thiện? Không, ghi lại. Ghi nhớ không? Tao tưởng là mày lấy cái giấy đó mày dám mày ghi cái tao đục cả lạ mụn luôn. Mẫu đi mẫu gì vậy? Để em lên mẫu size nhỏ nha. Quần tay size lớn vẫn còn nha mấy chị nha. Quần tay size lớn là vẫn còn. À. Quần này là quần 1 nút nè. Quần này 1 nút size này dưới 85-87kg nè. Chị nào chưa chốt cái quần tay 1 nút thì chốt giùm em. Cột này lại là chỉ thiệt đó. Quần tay 1 nút. Quần này size nhỏ nè Huỳnh Ngọc ơi. Quần này 200 mà size nhỏ nè. Quần này 200 mà size nhỏ nè. Quần này là Huỳnh Ngọc chốt được nè Huỳnh Ngọc ơi. Quần này là Huỳnh Ngọc chốt được nha. Những quần này là đều dưới 70-72kg. Đây, quần Gucci nè 200. Quần này là size nhỏ nè. Từ 60-70kg là bao đẹp. Nhưng mà quần này nó có rất là nhiều lưng. Quần này có nhiều lưng cực kỳ mấy chị. Chị nào chốt quần này thì chốt giùm em 2-3 cái cũng được. Nó có nhiều lưng. Lấy cái bộ này cho chị Phương Linh, cái bộ trắng ngoài này nè. Trắng này size L cho Phương Linh chiều ghế. Anh ơi ghi cái bill Phương Linh ghi chiều ghế nhà lấy đây. Để bộ trắng nha. Ghi Phương Linh chiều ghế. Cái quần này là size nhỏ nè. Mà chị nào chưa chốt được cái quần Gucci này nè, tranh thủ chốt nè. Mà quần này em có rất là nhiều lưng mấy chị. Quần này nhiều lưng lắm. À, lưng Gucci ha. Lưng... lưng chữ New York nè mấy chị, lưng New York nè, nó nhiều lưng lắm mấy chị, lưng Burberry cũng có nè, cho nên chị nào 60-72, 220 đúng không? Rồi quần Gucci của Huỳnh Ngọc nè, Huỳnh Ngọc 200, nè có lưng này cũng đẹp nè, lưng Burberry cũng đẹp nè gái, này, lưng Burberry cũng đẹp lấy thêm đi gái, quần này vải đẹp lắm, chị nào mà mua quần tây bên em là vải mê lắm, cầm 200 ngàn ra phố không bao giờ mua được con quần này, vải mặc cực kỳ sướng mấy chị. Con này là quần Burberry nè mấy chị. Burberry nè, lưng đẹp lắm. Lưng đẹp mà nó xếp ở trên lưng cũng đẹp nữa mấy chị. À, con quần này dùng từ là vải mê. Mê lắm mấy chị ơi. Vải mê ly luôn. Vải đẹp mê mấy chị. Nhưng mà con này size nhỏ nha. Rồi, cái gì chứ thiệt. Rồi cột cái con này lại nè. Tiếp theo đếm thử con bao nhiêu quần nha. Rồi con này cũng cột đàng hoàng rồi nè. Cột con này nè. Hôm nay cũng một cục nè. Ủa chứ Thiện kiểm tra hai cục này, cục quần nè. Quần này hai lưng nè phải không? Quần này là quần gì? Hai lưng là quần này nút. Đó là hai nút sao? Hai nút là cột chung với bao này nè, đó. Đó hai lưng cột lại cho đàng hoàng là tính bao nhiêu cái đi.
tổng này luôn không? Đúng rồi, quần tính tổng. Phải hãy cột quần này bỏ vô đây nha. Đừng có bỏ chung qua kia, chung qua kia là lộn liền. Quần này quần lỡ mấy chị. Quần lỡ bây giờ còn mấy cái em share cho mấy chị nè. 1, 2, 3, 4. Em còn 4 cái quần lỡ. Vải này coi giãn dữ lắm chị Thùy. Gucci 75kg. Bà nội kêu Gucci này 60-70kg. Vô chốt 75kg, 4 cái giá gì rồi. Có quần baggy kia à. Có quần baggy á. Baggy mà có cái miếng bèo ở trước bụng á. Mới có size của An Nhiên lận. Rồi quần này à, nhiêu. Quần này à, 98-108. Giờ còn có 4 cái xem mấy chị trăm à. À, xem mấy chị 140 đi. Ai nha, quần này còn cỏ dưới 77kg. 60-77kg quần 98. Chốt giùm em là màu gạch nè. Rồi sale 140 cho hết đi. Và một khi tôi mà đã muốn sale là tôi phải sale cho hết mấy chị. Dưới 77kg nha. 60-77kg chốt giùm em màu gạch nè. Màu gạch quần này. Cái này là màu cà phê sữa nè. Màu này An Nhiên mặc được. Cái này cà phê sữa nè. Chị nào chưa chốt cà phê sữa thì chốt giùm em lên cà phê sữa. Và có một cái màu đen. Rồi có 4 cái mấy chị. Cà phê sữa, màu gạch và màu đen có 4 cái sale 140 cho hết hàng. 108 sale 140. Bán được 10 cái, 35. Tính hết chưa? Tính rồi, và 35 cái. Tính cái này chưa? Được rồi. Còn cái trong này nữa nè. À, cái này là 36 cái. Rồi, chốt giùm em cái quần này là màu gạch nha mấy chị nha. Quần này là màu gạch nè. Cái này có cái cục hàng đó, em mới cột nè. Màu đen của Hồng Nhung. Rồi đen của Hồng Nhung 140 nè. Má cái con gì nãy bơm 4 cục hàng hả? Dạ hông trăng nguyên. Má mẹ nó thiệt. Bơm lòng 4 cục hàng. Má em tin tưởng dễ sợ thiệt chứ. Hết đen rồi. Em quen mua nhiều. Mới về bao tải hàng bơm nữa mà cái gì. Trời ơi không phải bơm hàng không đâu. Có tiền từ thiện ở chổng nữa đó. Bởi vậy bữa sau em rút kinh nghiệm đi. Tiền từ thiện chừng nào vô tài khoản là em mới thông báo cho. Cái đầm hả chị, đầm nhúng ngực á. Bữa sau là em rút kinh nghiệm á chị. Giờ em có cho ứng nữa, trừ khi khách quen của em mà mua mấy năm nay thôi. Em cho ứng tiền từ thiện nữa đâu. Bữa bà cũng đông mấy nhỏ cũng vậy. Bơm cục hàng về tôi để em chuyển khoản ngay cái lúc mà em đi làm từ thiện á mấy chị. Chuyển khoản lúc đó người ta có chuyển khoản 2-3 triệu, 3-4 triệu, 1-2 triệu. Cái nhiêu em cũng công bố cho cái bé mổ tim hết. Cuối cùng tiền hàng em vô bé mổ tim luôn. Rồi vợ chồng em cho thêm nữa. Rồi xong cuối cùng tụi em bị chết. Cái vậy biết phục vốn luôn. Ơn nói. Không có còn đen chứ ơi. Rồi bây giờ em sale cho mấy chị mã quần đùi nè. Em sale cho mấy chị mã quần đùi nha. Rồi mã quần đùi này giờ còn có mấy cái sale cho mấy chị. Sao vậy? Cũng mua hàng nhận một hai lần á chị Liên. Mua hàng xong nhận một hai lần. Rồi quần này giờ xe mẹ cho mấy chị hết 100.000 đi. Nhưng mà khoảng cỡ dưới 80kg thôi nha. Chốt giùm em mã đen sọt nè. Vải đẹp lắm nha. Đen sọt. Chốt giùm em đỏ đô là sale 100.000 cho hết. Cái này chị nào mà khoảng cỡ nhỉnh 2-3kg, 83-84 cũng vừa. Chốt giùm em đỏ đô. Chốt giùm em mã bò. Mã bò đi mấy chị. Dưới 85kg cũng vừa. Rồi chốt giùm em nha. Cái bộ bò ở trên này nè. Trời, búp body đang phơi á. Coi thử còn size L. Bộ bò ngay đó. Size L anh. Chí điện. Hả? Đó. Phải nó không? Đó. Phải không? Bộ bò mà sao lấy bộ kem? Sát bên á. Bộ bò là bộ này không? Đó. Mở ra kiểm tra thử dúng hình không anh? Đó, nó lại nói gì? Ở trên lò là có một cái bộ mà có 4-5 bục dây á. Lo cái đây ra cái gì vậy? Đó, lo ra cái đấy, coi lại gì đây đây. Rồi. Đây nè. 254 này 220. Còn nốt trên cái bill giùm là thứ mấy làm chứ không tấu, phải không biết cái lôi đã làm nữa.
Làm bill giờ càng ngày càng chán à. Không bao giờ đọc tin nhắn. Cứ bill 100.000 cũng sắp ra làm. Xong bây giờ gửi tiếp cái đầm 140 sale, đầm 250 sale còn 140, phụ ship 40.000 nữa. Muốn chết luôn. Làm bill gì mà không có ai đọc tin nhắn giùm cái. Ớn quá trời ớn luôn. Hàng hóa càng ngày bán càng ít mà cứ như dày hoài không đổ nợ sớm luôn. Đeo sọt của đổ mình như. Trời ơi la mà nói hàng ngày luôn á. Còn anh giờ làm bill anh xuống anh trông chừng tụi nó đi chứ dày em có chịu đâu nha. Thua luôn á. Đổ mình như 100.000 đen sọt. Một cái 240, một cái 220, đen 220. Bill là từ cái bill cũ, muốn làm cái bill mới là đọc từ cái bill cũ. Chán quá trời chán luôn. Thu Hải nè, 100.000 của Thu Hải nè. Làm như hết duyên bán quần áo đùi đỏ. Cộng đỏ đấy dài không em? Đùi bò cộng đỏ. Cái hàng này mấy chị mặc không có sợ bị cấn chim đâu Huỳnh Thúy Hằng à. 200.000 hai cái của Huỳnh Thúy Hằng nè. Mặc vải hơi bị sướng luôn á chị. Hàng Quảng Châu nó may chuẩn lắm. Làm như hết duyên bán hàng biết sai rồi mấy chị. Chắc bán hết cái tết rồi chắc đi đứng đường á. Em có màu lông chuột nữa nè. Chị nào chốt lông chuột rồi chốt giùm em lông chuột. Trời ơi, không có đọc một cái tin nhắn nào của khách mà cứ cấm đầu làm bill không. Bữa nay bill gì 90.000, 100.000 cũng sắp ra làm. Mà khách thường xuyên mua cũng sắp ra làm. Ớn quá trời ớn luôn. Giờ chẳng lẽ tối live xong tôi phải ngồi tôi soạn bill cho làm nữa chứ. Cái quần này mà dưới 85-87kg đẹp mà mấy chị không mặc nè. Cái quần này vải nó mê say lắm mấy chị đây nè. Cái quần này là vải mê say luôn á. Quần ba ghi nè mấy chị coi giùm em nè. Đùi bò cộng cỏ đáy dài không em chứ đâu có chốt đâu. Anh chốt cho em đi. Lông chuột của Đỗ Quỳnh Như nè. Dạ đáy da đáy bình thường chị, không có ngắn, không có ngắn đáy đâu. Không có cắt chim đâu. Quần này là chồng vô cái bao hồi nãy của con hả chứ đẹp. Rồi là cắt vô. Con cái quần ra. Quần ngu xì đây nè, dưới 70kg nè. Đầm tiệc có chị. Có đầm tiệc luôn. Quần này là quần 7 tấc mấy chị, quần 7 tấc vui tì hồi nãy nè, nhưng mà cái này size nhỏ hơn. Cái này size khoảng cỡ là từ 65 đến 80kg là quần này. À, hồi nãy thì em có size lớn nha mấy chị. Còn này không có size lớn, còn size nhỏ nè. Chứ thì em cổ cái này bỏ vô cái bao đó luôn con. Nó cùng mẫu hoặc rộng á. Để em coi còn hàng gì. Rồi hôm nay xả cho mấy chị một cái mã 7 tấc. Em xả cho mấy chị một cái mã 7 tấc còn được 1, 2, 3, 4, 5 cái mấy chị ơi. 5 cái nha. Em có đen nè. Em có lông chuột nè. Nhưng mà mã này dễ thương nha mấy chị. Có đen như có lông chuột. Mã này dễ thương. Có đồ bộ Quảng Châu 550 chị Vương Phụng chờ chút em lên nha. Chờ tí xíu. À, mình bao ghi 75kg vừa nha. Vừa không hả? Quần 7 tấc này hoa ngọc vừa nè. Chị nào 85-87kg cũng vừa nha. Có giãn dữ lắm Ngọc. Quần này lấy thêm đi hoa ngọc ơi. Quần này lấy thêm vài cái mà. Nè hoa ngọc Phú Yên nè. Hai cái 220 của hoa ngọc Phú Yên. Một cái 101, hai cái 220. Em còn một cái đen, hai cái đen và một cái lông chuột. Em còn hai cái đen, một cái lông chuột. Quần này là 160 sale cho mấy chị còn 101. Quần này số lượng ít lắm nha. Hoa ngọc Phú Yên hai cái. Còn cái caro bán 70.000 cho hết nè. Còn cái caro
con này còn cỡ dưới 72, 73 kg bán 70 ngàn cho hết. Chốt giùm em caro 70 ngàn. Rồi xin dễ sợ luôn. Bán 70 ngàn cho hết cái con caro này. Con này riêng hả? Caro, caro. Caro là 70 ngàn. Caro của Bảo Ngọc Thi nè. Bảo Ngọc Thi 70 ngàn. Còn bill nào mà kiểu như khách cũng thường xuyên vô like, anh dồn dồn bill giùm em chút đi bảy. Không có nôn gì lấy tiền hàng gì đâu. Bây giờ mà bill nào cũng phụ ship 15-20 ngàn kiểu này chết luôn á. Caro này của Văn Thúy nè. Lưu ý nha, là size nhỏ đó nha chị Thúy nha. Cái mấy cái hàng này không có, không có đổi trả phiền lắm. Trần Phượng quần 7 tóc 72kg. Lấy hai cái đi chị Trần Phượng. Còn cái lông chuột với cái đen. Rồi Trần Phượng lấy hai cái nè. 301 và 220 của Trần Phượng. Con lấy hai cái là lấy gì Linh ơi? Caro của Hoàng Thủy dưới 70kg. Lấy màu này nha chị Hoàng Thủy. 70 ngàn của Hoàng Thủy vậy? Cái Hoàng Thủy này hình như qua có bill nè bảy. Chính xác, Hoàng Thủy mới giải cục hàng về rồi bữa mình gửi lộn nè. Gửi lộn của Hoàng Thủy á. Hoàng Thủy caro con nốt cái tỉnh với cái số điện thoại vô đàng hoàng cái. Caro còn cái cái gì ơi. Chốt giùm em mã caro cuối cùng ơi. Hoàng Thủy đắt đó. Nè chốt giùm em mã caro cuối cùng của chị ơi. Con này đẹp. Mã caro cuối cùng này hình như size lớn. Ờ cũng vậy à. Dưới 72kg. Chốt giùm em mã caro cuối cùng. Còn một cái thôi bán với chị 70 ngàn. Mã caro cuối cùng của chị ơi. Trời ơi. Điểm động méo méo lên thằng chú tám không? Không thể nó tám được. Rồi lấy bảo Ngọc Thi mã caro cuối cùng nè. Mã caro cuối cùng. Tải cái app chụp hình đẹp về, chút nữa ít chụp bằng máy mới nữa. Ừ còn cái quần 220 là quần ba ghi á hả Linh? Linh nhiêu ký con? Quần 220 là quần có cái nút trắng mà có cái miếng viền ở trước đó phải không? Nhiêu ký á gái? Còn cái mã caro nè, mấy chị chốt giùm em mã caro này là 00. Mã caro này dưới 72kg nè. Mã 00 nha. Chị nào chốt mã 00 mã caro này thì chốt giùm em. Còn cái cuối cùng nè. Cái này đúng thật là cuối cùng nè. Áo dài chút qua kéo xuống. Ở trên đó còn chỗ chắc áo dài không anh Tư ơi? Nè chắc giùm em bao áo dài vô trước coi. Mấy cái này bán lâu quá kéo tới kéo lui. Rồi Linh Nguyễn nè, ai biết Linh không? Linh Nguyễn chưa chốt mà inbox gì anh? Bữa nay mấy là cũng inbox được hết trơn á. Chứ thiện tối giờ hỏi cái lùng coi kỹ inbox cái lên chứ thiện. Đây biết inbox mà. Uống xuống ăn đây nè, áo quá. Uống ăn phơi mưa gì đầu hồn nè. Ngon lắm mày ơi. Ấm đi dốt nè mày ăn không? Đi làm đi. Mai giờ sao mày nó lên nhà tao không phải không? Được đi. Mai nó muốn ăn gì đó không có tiền vậy? Xin được tao. Ủa? Nói gì chứ ăn rồi lên à? Nhìn. Tôi gì? Tôi dốt. Chưa, tao hỏi mày biết tóc không? Tao biết để tiếng cho kia tóc. Là anh cầm ai điện thoại rơi vậy? Đang làm này chị Út. Bill hồi sáng gửi rồi chị Mai. Cái lúc mà em chụp bill qua cho mấy chị là lúc đó đã gửi rồi. Nghe không? Để hôm nay kiếm cái mã gì đó xeo xeo cho mấy chị. Thì đó gì? Mùi gì thú dữ ta? Nè. Gì đây vậy? Lấy giùm á. Lấy giùm ở đây nè, cái giùm ở Ngọc Trai á. 28 á.
Phải nó không? Nó là sao? Bỏ vô này rồi. Không á. Còn bà bay bà làm banh chành cái chùm tóc của tao vậy bay. Tụi bay quậy cho đẻ xong tụi bay quăng tè le ra đây hết trơn tụi bay. Ủa chứ tối hôm qua Phan Thị Thùy Mai mà. À, Phan Thị Thùy Mai chưa gửi. Phan Thị Ngọc Giai. Em còn cái đầm bán mấy chị 60 ngàn nè. 60 đến 90 kg. Má vải đẹp quá trời luôn. Chốt giùm em đầm 60 ngàn. 60 ngàn đầm này. Mở view bà con khỉ đây nè. Gom hết cái hàng đổ trẻ đưa ra đây vô sale đi. Giờ mệt rồi. Mệt bán rồi. Có mấy quỷ ngựa rồi ngựa ớn rồi. Gì vậy? Lấy mấy bao kia vô không? Không. Giờ neo của Bảo Ngọc Thi 50 ngàn nè. Ủa mình còn bao này nữa mà đâu. Chưa chị, ba cái thì mai chưa cho chị ơi. Chưa rồi. Chưa. Chưa chị Mai. Em có con đầm này bán rẻ cho mấy chị nè. Em bán rẻ cho mấy chị là bộ lộn đầm này của em. Trời. Bán rẻ cái quần què gì không biết nữa. Rồi cắt mấy cái đồ đổi trẻ và đi kia đi. Sau lưng ấy Hải. Có bớt ru giùm tao cái ơi. Chị Minh Phạm hình như chờ em quê giờ không chị? Chị ráng thương chị chờ em thêm đi chị Minh Phạm. Ráng thương chờ em thêm. Trời ơi bà nào trúng mánh rồi. Bà nào nào chốt được trúng mánh luôn dưới 72kg. Dưới 72kg. Tức ghê. Chị vô cái nếp Hải Nguyễn đi, em mới chụp hàng bơm qua cho chị coi đó. Đây nè, bộ thể thao này dưới 72kg nè. Bộ người ta 300 ngàn mà đi bơm hàng nè mấy chị coi nè. Rồi còn bộ xe cho mấy chị 180 ngàn. Gì vậy? 180 ngàn bộ thể thao này. Vậy là chốt bộ thể thao này 180 ngàn, chốt lên giùm em. 180 ngàn size dưới 72kg. Chị nào chốt bộ này dưới 72kg. Bà nậu cha trời ơi quá trời. Giữ nhiều vậy hả? Dưới 72kg bộ thể thao. Lấy bì bóng gương xếp lại. Cắt hết đi chị thiệt. Cái này của tao nè. Ở đó mà nó tuột xuống nữa. Bỏ lên trên kia chút đi chị đem lau chị chụp hình. Hay không? Đưa cái bao này lên lưng chừng lửng đi. Lên cái chỗ cái đao đầm 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 màu bò á. Để ra trong những cân đầm màu bò. Mấy giờ mà nhập hàng ngày mai về đến nó hút tao tám tao tải hàng Quảng Châu cho tao nằm luôn á. Ủa mấy chị bữa nay đâu hết rồi trời. Mấy chị ơi mấy chị còn ở đây không mấy chị? Còn nếu không còn thì thôi để tối xả hàng bơm luôn mấy chị ơi. Bây giờ mua lửng chửng quá. Ừ, thôi để tối làm luôn mấy chị. Gì anh? Để thôi để tối xả hàng bơm, để tối bắt cái like khác xả hàng bơm. Đưa vô một cái bao trắng đi con. Lấy cái bao trắng bỏ hết hàng bơm, tối cắt luôn. Thôi tối gặp đi chị Minh ơi. Tối gặp đi mấy chị. Ha.